Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shop.tng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Gần sinh nhật 3 năm tuổi rồi mà gà rán chưa tăng lượng vàng kiếm được cho anh em. May mà dạo này tướng gần như toàn ra ở số số mệnh, đợi bán hàng vàng thì gần cả 2 tháng trời, nên anh em có thể mua kịp. Chứ trước đây chắc không theo nổi. Nhờ anh em có hỏi ép là hiện tại nên mua tướng gì và ưu tiên chơi tướng gì trong kho tướng đầy bể tướng này. Đang phân vân có nên mua vị tướng giá trên 25k hay không? Tại vì đa số vị tướng này đều đắt đỏ và đang được trọng dụng ở vị trí sâu đường là nhiều. Em sẽ gợi ý cho anh em 5 con tướng 25k trở lên ở bản này nhé. Đánh đeo đánh ổn cho anh em mua. Và nếu anh em có rồi cầm ngay luyện tập để đeo đánh ngay đi nào. Thứ nhất là Lương Bố. Là con tướng mà nhiều anh em lập nick lâu, nạp lần đầu chắc chắn có. Nhưng sự thật là lại đang có giá trên trời 25.880 vàng. Tất nhiên là ở những phiên bản vừa rồi, Lương Bố chỉ ở tầm trung, không quá nổi bật. Nhưng nhờ được tăng sức mạnh tại bản cập nhật nhỏ 24 tháng 10 vừa rồi, mà giờ đây Lương Bố mạnh lên rất nhiều, sẵn sàng cạnh tranh một suất ở sâu đường tà thần. Sự thay đổi ở nội tại tăng tốc độ đánh cực lớn để có thể duy trì tốc độ đánh 100% khủng khiếp của mình. Hơn thế, còn tăng thêm khả năng khống chế ở chiêu 1 lần thứ 3 khi hất văng 0.7 giây và khi rơi xuống choáng thêm 0.3 giây. Tăng khả năng hồi phục cũng như mạnh mẽ hơn ở trong giao tranh cũng như tay đôi nhé. Đương nhiên là chúng ta cách giữ nội tại liên tục vào giai đoạn giữa và cuối game. Sử dụng chiêu 1 và 2 thật là cẩn thận sẽ giúp bạn có thể liên tục duy trì 100% tốc độ đánh. Với một vị tướng có cho mình bộ kỹ năng hoàn hảo, khống chế, áp sát, hồi phục, Lương Bố không dễ thua bất kỳ vị tướng nào, đặc biệt là khi ở chiếc quế. Nhược điểm vị tướng này chắc chắn là có rồi, ví dụ như là ăn khống chế mà không quế được, xác định nằm, hoặc là phụ thuộc khá cao chiếc quế đều thể áp đảo tướng địch. Đó chính là điểm mà anh em thường hay cắt treo vị tướng này, không chỉ khống chế mà còn là trang bị giảm hồi phục. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu mang tính nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, farm và đi gank đồng đội sớm. Bộ ý thức tối ưu cho vị tướng này cố lên cơ độ 4 sớm để thể tạo được biến cho tranh nhé. Tối ưu ở vị trí sâu đường và nếu cần có thể cầm đi rừng đều được. Solo hay đi rừng có thể cầm chứng trị nhé, không sao cả. Tối ưu lượng vàng và sức mạnh của hắn ta. Giai đoạn giữa cuối game xảy ra rất là nhiều giao tranh, hãy cố gắng bắt chết xạ thủ đối phương. Lượng giáp từ trang bị mà S gửi đến cho anh em dư sức để anh em quẩy và đối đầu với các vị tướng xạ thủ hay là sư rồi. Cố gắng quẩy thật là lâu, càng nhiều tốt nhá, càng nhây càng bá mà, để có thể tối ưu hóa khả năng thắng cho tranh. Đây là vị tướng theo S là đáng chơi hiện tại, bởi sức mạnh tầm này hoàn toàn đủ dùng cho anh em đi gánh đường, thủ đường, lựa chọn rẻ nếu anh em nạp lần đầu, còn không thì mua với giá 25k nhé. Thứ hai, Richter. S rất thích Richter, mặc dù giá hơi chát, nhưng anh em nên luyện tập Richter vì đây là con bài công thủ toàn diện, lại đảo gánh liên tục, hiệu quả, ổn định, đặc biệt là về mặt sức mạnh nhá. Yên tâm là cân bằng rồi, không bị giảm sức mạnh nữa đâu. Richter là con bài ổn hiện tại, nhờ khả năng miễn nhiễm sát thương này, khống chế và đương nhiên là sau thương rồi, tóm lại công thủ toàn diện trong tranh, khả năng bắt lẻ rất tốt, không thua kém các vị tướng sát thủ. Lưu ý khi anh em chơi, chúng ta thể sử dụng phù hiệu ma tính hoặc là một vài phù hiệu khác tùy lối chơi của anh em nhé. Con này rất đa dạng, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Lối chơi là cấu đỉa và soi thương chủ địch. Farm nhanh, đi gank, ẩn nấp là cách chơi tối ưu nhất dành cho Richter. Nên nhớ rằng mục tiêu Richter là vị tướng pháp sư hoặc là xạ thủ, cố gắng câu máu và làm thịt các mục tiêu này. Mọi trạng thái của Richter đều có ưu điểm riêng, nên tận dụng cho phù hợp với từng trạng thái, từng hoàn cảnh nha anh em. Richter ngoài việc đi sâu đường mạnh ra, nếu anh em cảm thấy team hợp lý, hoàn toàn thể cầm đi trợ thủ đều vô cùng bá và được chứng minh sức mạnh rồi. Chơi Richter nên farm rồi đi gank mọi lúc mọi nơi nhá. Nên nhớ rằng chúng ta tăng tốc độ chạy rất tốt ở đường sông nhé. Nếu bạn có rồi thì chơi pick ngay Richter đi nào. Chơi Richter nếu gặp các kèo khó hay là các kèo khám lọ như là Maza hay là Rossi đấy ạ. Nếu không ăn được và cảm thấy mất thời gian với hắn ta, cứ farm đến xong chúng ta đi gank. Đi gank đồng đội, ăn các mục tiêu, tấn công các chủ lực, ăn mạng và chúng ta trở lại đường tấn công bất ngờ. Đương nhiên đây là một tựa game MOBA 5v5 rồi, thua đường không sao cả, hòa đường không hề gì, cứ chơi ăn mạng đi cùng đồng đội gank như vậy là ok rồi nhé. Thứ ba, Hayate. Sau Phoenix Slim thì Hayate đang là con bài xạ thủ hot nhất ở thời điểm hiện tại. Hai thanh niên kia, một kẻ ô tô cấm, còn lại thì lâu lâu lên thớt, nên anh nghĩ rằng anh em nào thích đánh xạ thủ thì cứ mua Hayate về mà luyện. Tất nhiên là theo với các vị tướng khác dễ chơi hơn, nhưng đeo đanh sẽ bị động và vất vả hơn là Hayate. Hayate được chứng minh là vị tướng xạ thủ tối ưu từ sát thương tới sự cơ động né canh tốt nhé. Đặc biệt là dành cho anh em đi đánh đơn thiếu các tình thương từ trợ thủ. Điểm mạnh của vị tướng này đó chính là vị tướng có chiêu thức cơ động cực cao, khả năng gây sát thương chuẩn cực thốn lên cả trụ ung trình, khả năng cân team gánh đội hiệu quả, lượng sát thương tăng tiến vượt trội. Về nhược điểm sao nào? Đương nhiên là máu giấy rồi, cần có trang bị và thời gian để có thể đạt ngưỡng sức mạnh, đặc biệt là trang bị tốc độ đánh. Hayate yêu cầu người chơi kỹ năng tốt, cần luyện tập sử dụng nhiều để có thể phát huy tối đa hiệu quả. Sợ các vị tướng có hồn chí cứng, đặc biệt là khi chúng ta vận dụng chiều cuối nhá. Về cách chơi anh em cũng phải chú ý,
Phù hiệu các bạn có thể sử dụng các phù hiệu như là chuyển sinh, thánh thuấn hay là ma tính. Nước mắt chưa một và cài máu thấp nhất như bao xạ thủ khác, farm và tích trang bị. Đương nhiên là đi gank cùng team hay đảo đường là cần thiết nhé. Lối chơi cấu rỉa nhờ đánh thừa và chiêu một, nhìn nội tại và tình huống, sau đó chiêu cuối kết thúc mục tiêu. Chiêu cuối chỉ sử dụng khi thế trận đã an bài và tuyệt đối không sử dụng tinh linh nhé. Bạn là chủ lực sát thương của team đó, cứ đứng từ xa cấu rỉa đủ rồi. Chiêu cuối lên, một là ăn hết, hai là không bị sốc chết thì mới nên sử dụng. Còn việc mạng đổi mạng tuyệt đối không nên. Đây là vị tướng không hề sợ bị tướng tanker trêu bò, nếu gặp quá nhiều vị tướng cứng lên cả kiếm phân nhiên sẽ khiến tướng địch cực kỳ run sợ. Thêm một trang bị có hiệu ứng như là áo choàng băng giá hay là dìu yoga là cần thiết, nhưng theo F nên chọn một trong hai thôi, còn lại là trang bị tránh bị soi thương nhé, tránh quá lạm dụng. Thứ tư, Roker. Roker là vị tướng mà Frat ADC yêu thích và sử dụng nhiều trong giải đấu chuyên nghiệp, và cũng như nhiều game thủ hay là nhiều thanh niên cày thuê auto Roker đều thể đeo rank kéo rank. Roker là xạ thủ nhưng lại có tầm bắn gần, và điểm đặc biệt là bắn càng gần càng thấm. Nói một cách khác, Roker là vị tướng đấu sĩ kết hợp thêm chiêu cuối chẳng khác nhiều vị tướng tanker với lớp giáp ảo cùng cả, nên chúng ta mới nói đây là vị tướng vừa thể là đấu sĩ vừa thể thành tướng xạ thủ nhá. Anh em tác đi rừng hay là tốt đều được. Nhiều anh em khi đối đầu với team địch mà pick floor thì hay cầm Roker nếu để thông mông floor khá hiệu quả nhá. Về điểm mạnh, Roker farm nhanh và ra tay liên tục, áp sát mục tiêu, soi thương đối thủ kết thúc nhanh, miễn nhiễm phong chế và đánh bật mọi thứ, bắn càng gần càng thốn để nối ám ảnh của mọi tướng rồi. Điểm yếu đương nhiên là máu không quá cao, dù sao Roker cũng chỉ là vị tướng xạ thủ lai với đấu sĩ mà thôi, nên lượng máu trung bình ở mức thấp. Sợ vị tướng cấu rỉa mạnh và cơ động, cấu rỉa từ xa thấp máu là ăn hành đó. Tiếp cận mới thể phát huy sức mạnh, tầm tay ngắn đòi hỏi Roker phải áp sát mục tiêu mới thể gây được lượng sát thương tối đa nhất. Nên có thể nói là lối chơi ẩn núp và tấn công bất ngờ giúp cho Roker thể thông mông đối thủ một cách nhanh chóng hơn. Không có chiến thức vượt địa hình, đây là một cái điểm yếu nhá. Lưu ý khi chơi, ta vẫn nên dùng phù hiệu ma tính, nước mắt chưa một và cài máu thấp nhất. Đầu game Roker nên cố gắng farm đến cấp độ 4 sớm nhá, yên tâm đi, đều bị tướng farm cực nhanh. Nói Phoenix là con bài ăn mục tiêu nhanh thì Roker nhanh chẳng kém đâu. Roker có thể ăn dâu một mình nhờ lượng sát thương và khả năng búp giáp hiệu quả. Đương nhiên, chưa kể đó chính là có thể một mình ăn tà thần khi đầy đủ trang bị nhá. Roker hãy cố gắng xông pha vào đối thủ và đừng ngại tình huống giáp mặt, bởi Roker bắn càng gần càng đau. Nên cái lối chơi ẩn nấp và tấn công bất ngờ là điều mà anh em cần phải áp dụng. Chứ anh em cứ băng thẳng mặt đối thủ chạy ngay, tấn công ẩn nấp bất ngờ để là điều mà chúng ta nên làm. Đây bị tướng theo S rất đáng chơi, đặc biệt là anh em nào thích đi rừng nhé, giá cao nhưng hiệu quả không phải là dạng vừa đâu. Thứ năm, Superman. Đúng là dù có tăng giảm sức mạnh như thế nào, qua phiên bản nào thì vẫn chất tướng vốn có của Superman luôn là con bài mạnh được nhiều người chơi kỹ năng cao ưa thích. Không phải dễ chơi với lại giá vàng cao nên nhiều bạn nhắc tập cũng như mua Superman về luyện thành tướng tủ. Superman là vị tướng đa năng, có thể đi được nhiều vị trí từ sâu đường, đi mid, trợ thủ. Hai trạng thái và rất nhiều chiêu thức kèm theo, cứ tùy tình huống mà sử dụng thật hiệu quả nhé anh em. Về cách chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu chuyển sinh hoặc là ma tính, nước mắt chiêu một, cài máu thấp nhất. Phép bổ trợ anh em ưu tiên lên đó chính là tốc hành hoặc là thanh tẩy nhé. Superman cần di chuyển liên tục nên trang bị tăng phần trăm tốc chạy khá cần thiết với vị tướng này. Farm lính nhanh, đẩy đường và gank liên tục ngay từ cấp độ 1. Đây là vị tướng ám ảnh bởi khả năng gank liên tục và mọi nơi mọi lúc. Đó là điểm mạnh anh em cần phát huy ở Superman. Ngoài khả năng khống chế liên tục và ủn đẩy đáng gờm ra, Superman còn là vị tướng đẩy trụ, phá trụ cực thốn khi dùng chiêu cuối kết hợp với ủn đẩy nhé. Đây là vị tướng nếu bạn chưa tốt hoàn toàn thể reo ở mọi bậc rank và mọi hoàn cảnh. Trên đây là 5 gợi ý cho anh em ở mức giá 25.888 vàng trở lên. Đơn giản, đây đa số là các vị tướng đi sâu đường, dạng như Frag. Nếu bạn có rồi thì nhớ sử dụng để bắt xạ thủ tốt nha. Nhưng ta chưa có thì ưu tiên Chrissy hoặc là Rat hơn, giá ngon và tốt hơn mà. Còn các vị tướng khác thì quá chung chung rồi, anh em hoàn toàn có thể có nhiều lựa chọn để chơi. Lữ bố vừa được tăng sức mạnh khá ok và đáng gờm, hẳn anh em đều chưa bỏ qua ta rồi đúng không nào? Vocat hẳn sau này sẽ bán với giá 25k thôi, nên anh em nào chưa có sổ cứ từ từ nhé. Hy vọng với các gợi ý ở trên giúp anh em phần nào trong việc reo rank. Nếu có nội dung mới thực hiện, bình luận ngay dưới clip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong clip lần sau. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Defeated.
Để ủng hộ F, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.